Dạ, thấy rồi. Ôi lên trên mạng sợt cái hình của nó cho nó đẹp. Chụp đây thấy gì không? Chưa đứt vật khi nào để có đọc được cái gì đứt. Đi mà không có huấn luyện viên là biết là theo kiểu phong trào mẹ là kiểu như hoặc nó là độ Mizuno mà không mấy đồ này thôi nhỉ. Tiếng về học chiêu như này nè. Xem anh lưới không mày. Đập vô quỷ đó không à? Phải đập vô đó hoài luôn ha. Kia đầy không tàn góc khó mà kiểu như ông như tiếng thì làm cũng càng là khó đọc được mấy đọc luôn. Đúng rồi, nó đẩy thẳng cái mặt của thằng kia này. Hay. Nãy giờ thấy đập không có cầu đập máy để nghe tiếng luôn. Khi công nó đập vô này nó không có gài lại được nên thấy đập không có cầu đập. Có má hay không? Em luôn. Bây giờ ông đầy thấy cái lăn lưới hoài. Nó thủ lăn lưới hoài vậy. Cái lưới mà nó quẹt miếng xíu là nó có chuyện với nó rồi. Mọi mấy trái trên lưới không có nó toàn là đẩy tới đây thôi. Đúng rồi. Chỉ có mình là mình dùng của ta thì một cục. Đấy nó hư cầu hết. Nó như là đẩy nhanh tới. Nó đẩy vô chỗ người ta là để cho nó xoay sở không kịp á. Nó đủ. Không. Nhưng mà mình là giao cầu. Sao
xoay rồi phải không? Má trận nào đội nam với đội nữ cái bên. Có chân. Áo tụi nó đeo nhiều. Để phụ được hàng nói chứ dư lý vô phụ được hàng nói nó đập mặt luôn bây giờ là nó đập luôn chứ cần gì điều là do đó bên hông tay trái nó bị cho nó chứ tụi nó là nó quất mạnh lát thì nào cũng gặp lại chứ nó đẩy mạnh nha nên cái thằng đẩy á mà nó phải đẩy rác vô một tí đẩy kiểu dưới người á nó bể còn bè non non là bị chụp ngay tập trung nhìn gái nè thôi gái Hồng Kông quá tình quá rồi đây kết thúc phương pha mà nhận kia này đánh đổ đi nhé chỗ bên này đánh xếp ba chắc xếp ba được ở đánh nam mà phải cầu cứ là hoài luôn nếu thấy cầu bùng gì đâu nó cha đó nó chích sọt thì đó người ta không biết là tạc gì mình hay là bún thằng kia quan trọng thường là tụi nó sẽ giao cầu sẽ đẩy dưới người thằng kia khi nó gài cầu mà kiểu non tí là bị chụp liền mà thấy thằng trước không có chọt cái vợt vô nghe cái thằng đằng trước là cái thằng phải né cái trái nó ra để cho thằng sau đó cái chọt cái vợt vô là nó lan hại hết
biết khi ở trên là cắt rồi mà lỡ qua rồi là bỏ liền, kiểu như mình không có đánh được trước mặt đó là bỏ, với đó là ăn hại liền. Giống như mấy samurai rồi đi nhà tắm thôi. Chúng vật rồi. không trúng vật nó bay hẳn ra ngoài á, nó chậm nhẹ nó trời nào mấy chai chơi nó cũng không, nó cố được gì đâu, nó cố thì mình đang ưu thế mà sợ chạy. Kiểu như cái đá lọc nó vô lưới cáo mà nó toàn nó để cái mặt lưới gần tới rồi. Đúng rồi. Giờ ta đi cũng gặp cáo với vô cô. Giờ mình dịch gì bởi vì mình còn vô lưới chậm. Tức là em thường thường cái cầu nó đang nó dơ nè, nó người ta không biết đánh bên nào hết á. Còn em dơ dài là gần như, em dơ trước vậy nè là gần như đánh xéo. Rồi nó đang dơ dài thông tay mà đánh cái chéo anh nha. Góc là đường thẳng, đường chéo nhiều. Cái đường kia ấy, còn cái dơ này là không biết đường nào á. Nó nổ nghe không, ngồi ở đây là hơi ồn ồn rồi đó, ồn ồn nó bị loãng á, chứ vô vô sân 29 được thôi mà giật mình luôn á. Đấy kiểu ồn ồn của người tiếng khác. Đây chỉ có một thằng tay phải thôi. Đang đầu tiên.
Nó khởi động. Cái đó thì nó qua mất tại chỗ xong nó vô đây nữa con lắm. Đó đừng nó đi cổ vũ nào, nó đi về nước hết. Anh kia đang cúi hồ rồi nếu kia đóng đọc đứng. Ở này nó cũng cúi đầu lắm. Nó có khối lượng không cắt được, nó đập vô cái chỗ kiểu nó lửng lửng xa tay em không có góc với bẻ em được không, nghĩa là em muốn đẩy xéo thì em phải dư cái vật cái cầu này, em muốn đập xéo thì em phải cái dư cái này em đánh ở đây, còn nó đập nó đè ở đây thôi em móc bên đây được. Nên chỉ có đẩy ra cái hướng nó cũng đập sát rồi thì được lưới nó rồi. Đổ lên trái nữa mét con ở chân trước cũng 17-20. Hoài luôn. Để ra gói đi chụp lưới rồi xong rồi. Hôm qua Phục Long chụp hình với con Phục Long đó. Đâu có cắt gì. Đó rồi.
Không, giật mạnh mà. Giật mạnh mà không thắng được à? Ừ, hẳn nó đang hai rồi. Nó nụ nó cứ đập ra ở ngoài đâu cũng tí nữa. Nó đập kia nó cứ tạt xà lại mày đéo là mình giật luôn á. Chắc nó bất ngờ. Mấy kỹ thuật tốt quá đâu dám đập nhiều quá. Đứt cái lồng. Thủ đơn giản thôi. Cuốc đá thân mụn mà, thân hai rồi. Cha lần gì tục như vậy? Cha xanh vô uống nước. Nó tục như vậy, tục như vậy. Lần đã nghĩ thôi, giờ trên đây có cái gạch. Mấy con nhỏ bên Hồng Kông nó ra bùi viện chơi nhá. Khi ra bùi viện tối vô quán ba là gặp mấy anh này luôn. Giao hôm qua để giao hôm qua luôn đó. Hay quá.
vậy chứ đâu phải rồi. Lên gì đâu biết được đâu. Nhưng mà các bạn mấy cái thằng đọc mà người ta mới sợ mấy cái đó thì không làm phát còn kiểu đọc yếu mà nó sợ mẹ gì đọc mạng người ta lùi sâu. Nói là kiểu như tụi nó đánh mình rồi đúng không, nó đọc là đọc ngang ngang lâu lâu nó mới làm rồi cho em thích người ta mới gọi giật mình chứ cháy nào cũng phát ra đéo sợ và ăn đòn nữa chứ em không phải lạnh đúng rồi sân đông vậy mà không có phải lạnh chết luôn à, sân thì khán giả không à ngồi nóng luôn rồi. Tèo phát là thôi xong đứng biệt cuộc đời. Thấy cái tay không? Để thấy được. Ai biết nó làm gì cho đó, cho nó làm đầy hay là nó làm cái gì. Tắt lát. Trước khi trận đấu làm vậy chứ chắc ăn đợi để vô là mình không biết sợ. Giết rồi you
cậu vừa lên nó xả liền với ai quá kiểu khè không chịu. Trái mà càng gần gỡ nó càng gần gỡ.